Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ bắt đầu bài số 2 trong cái series khóa học làm video dạng tay vẽ animation. Thì hôm trước mình có chỉ các bạn là tải phần mềm cũng như là đăng ký. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu vào phần mềm này và tìm hiểu về nó nha. Các bạn chờ một tí để phần mềm khởi động lên ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Gmail mà hôm trước mình đăng ký đó và cái mật khẩu, và mình login vào ha. Đây, mình đồng ý cái điều khoản của nó. Rồi, thì ở đây á là cái giao diện của nó, các bạn đừng có quan tâm những này ha. Đây là những cái mà hồi trước giờ mình làm cho nên nó có sẵn. Thì thường cái giao diện các bạn vào nó sẽ có một cái mẫu ví dụ nằm ở đây. Thì mình muốn xài cái mẫu ví dụ này cũng được, còn không thì mình sẽ tạo một cái mẫu mới là ở đây. Mình sẽ vào tạo một cái mẫu mới. Đây, nhấn vào Create a new script. Rồi thì đây là giao diện của nó. Ở trên đây nó sẽ có những thanh công cụ, cũng như là ở phía dưới thì mình sẽ tìm hiểu về những thanh công cụ này một tí ha. Thì bây giờ mình sẽ vào cái giao diện ổ đĩa này ha. Đây là cái giao diện dùng để lưu cái dự án mà mình đang làm. Các bạn nhớ ưu tiên khi mà tạo một cái video á, một cái dự án á, thì mình luôn đặt tên đầu tiên để làm chi? Để khi mà mất điện hay là cúp điện gì đó thì nó vẫn còn lưu ở đó. Nếu như mà mình không lưu nó lại thì mất điện hoặc là cúp điện là mình sẽ làm lại từ đầu. Ok, mình sẽ đặt tên cho cái dự án này trước. Rồi mình sẽ đặt tên cho nó. Rồi lúc này các bạn nhìn ở góc nhỏ trên màn hình nè, nó đã lưu cái video này có tên đó là Tôi Tính Tính nè. Đây là tên của mình ha. Tiếp theo là cái giao diện cái kéo là cắt. Hai cái tờ giấy này là copy và đây là paste. Ba cái này nó có tác dụng là cắt, dán và copy từ một cái máy khác qua cái máy này. Thì thường á, không có ai sử dụng mấy cái này đâu. Tại vì họ thiết kế, họ chỉ thiết kế trên một máy tính thôi, ít ai thiết kế trên hai máy tính lắm. Cho nên là ba cái phần mềm này, ba cái giao diện này không có được sử dụng nhiều cho lắm. Tiếp theo là mình có cái giao diện là âm nhạc. Thì đây là giao diện để chèn nhạc nền vào video. Ở những bài sau mình sẽ tìm hiểu thêm ha. Cái giao diện micro là để chèn cái giọng nói vào cái video. Cái hình cây bút có nghĩa là background. Background là mình có thể đổi cái hình background đây, ví dụ như màu này ha, hay hình dạng này, hoặc là mình có thể đổi màu sắc ở trong cái ô màu sắc đây, màu vàng đó, hoặc là màu xanh đi. Rồi tiếp theo là cái hình bàn tay vẽ. Ở đây mình cũng sẽ tìm hiểu sâu. Cái này dùng để chỉnh những cái bàn tay màu đen, màu trắng, tay đẹp hay tay xấu gì đó. Đây là nút play, có nghĩa là nó sẽ phát từ đầu video đến cuối video cho mình. Cái nút chia sẻ này thì có quyền là cho mình download video xuống hoặc là upload lên trên YouTube hoặc là Facebook gì đó. Rồi đó là cái ở trên ha. Ở dưới mình có cái giao diện của bức ảnh, có nghĩa là để thêm ảnh vào cái video mình đang làm. Cái chữ T có nghĩa là thêm một cái ký tự hoặc là thêm chữ cái vào cái giao diện mình đang làm. Và cái giao diện biểu đồ, nó cho phép mình thêm những cái biểu đồ vào trong video. Rồi thì ở dưới đây nó lại có thêm ba cái camera mà nó đang ẩn nè. Các bạn có thể thấy ở dưới đây. Thì camera nó lại có tác dụng đó là dùng để cố định cái hình ảnh của mình trong video. Rồi, đó là những cái giao diện căn bản nhất của cái phần mềm này. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ cho các bạn tới đây thôi. Rồi ở những bài sau mình sẽ đi vô từng phần và mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Ok, và nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì về các giao diện này thì hãy để lại bình luận ở phía dưới và mình sẽ trả lời cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những bài sau nha.